Hello anh em. Trời ơi hôm nay nắng quá. Nhưng mà hôm nay mình ở đây để tiếp tục series làm phim bằng điện thoại. Và như hôm trước thì mình có nói về những thứ mà thiết bị cần thiết để quay phim, ví dụ như lens, về chân máy và cách chọn máy quay, ok thiết bị như thế nào rồi. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn đã có đầy đủ thiết bị thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm sao để quay phim cho đẹp bằng điện thoại. Cái trick đầu tiên á mà em cần phải biết đó là đừng bao giờ đặt dọc điện thoại như thế này. Tại vì vấn đề nếu như đặt dọc thì khung hình nó sẽ là dọc và anh em rất là khó để có thể kể được những cái câu chuyện. Trừ khi anh em muốn làm như Bích Phương thì mình cũng nghĩ rằng là thực ra làm cái dọc đó chỉ là để thú vị hơn, bùng cháy mà tính chất là phá vỡ một cái nguyên tắc bình thường thôi. Có nghĩa là mang cái sự thú vị tới cho mọi người, chứ thực ra coi dọc nó rất là khó chịu thật luôn. May ra có mấy người mà coi video trên điện thoại á thì họ sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng mà thực ra thì cái góc mà góc dọc thì nó rất là tù túng, nên cuối cùng thì mình nghĩ là vẫn là nên đặt ngang điện thoại thay vì dọc nha. Quay phim thì đặt ngang điện thoại ra và quay lấy khung hình ngang đó. Cái điểm thứ hai mình muốn nói tới khi mà anh em quay phim bằng điện thoại đó là hãy hạn chế tối đa sự rung lắc. Hạn chế sự rung lắc, nếu mà không có chân máy á thì hãy xem những cái gì mà đang có. Ví dụ như hiện tại ở đây mình muốn quay cảnh bên kia đúng không, thì thay vì mình cầm như thế này quay nó sẽ rung, chắc chắn là nó sẽ rung, nó sẽ rất là rung. Thì mình sẽ đặt cái máy xuống dưới cái kệ và mình để mình căn góc. Rất là khác biệt nếu mà để cho máy nó đứng yên tại chỗ, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu. Một cái trick tiếp theo mà mình thấy rằng là rất là nhiều anh em đã bỏ sót, đó là khả năng xóa phông bằng điện thoại khi mà quay ở cận cảnh. Cái việc xóa phông á thì chắc chắn rằng á điện thoại nó sẽ không làm tốt được như là những cái máy quay chuyên nghiệp. Tuy nhiên rằng cái điểm đặc biệt là hầu hết điện thoại nó đều cho khả năng quay cận cảnh, và nếu mà khi mà quay cận cảnh thì nó cho việc xóa phông rất là đã. Và nếu như mà video clip mà nó có thêm một vài cảnh xóa phông đó, thì mình sẽ tạo lên sự chuyên nghiệp cho video clip, ví dụ như thế này. Theo mà mình muốn nói với anh em đó là rất là nhiều anh em bị, đó là khi mà quay phim á thì anh em để quá nhiều rác ở trong cảnh quay. Rác ở đây nó không phải là rác thải mà là rác dư. Mình nói ví dụ đơn giản như khi mà các anh em quay mà cảnh rừng rú á, tự nhiên có một vài cái dây điện ở đó nhìn nó sẽ mất tính chất là thiên nhiên đi, thì nó rất lợn cợn, dẫn đến là cái cảnh quay của mình nó không có truyền tải rõ ràng cái thông điệp. Mình muốn cái thông điệp gì thì mình chọn làm sao cho thật đơn giản. Ví dụ như cái cảnh mình đang cho các bạn xem á, cái cảnh này mình cho rằng đây có khá nhiều rác, ví dụ như cái cây bên trái và cái bảng bên phải là rác, và mình sẽ đi tới. Mình đi tới một chút xíu và mình sẽ chỉnh. Đó. Thì cái cảnh này mình sẽ mô tả rất là rõ chủ thể là hai người già trẻ đang nói chuyện với nhau và đang ngồi trước một cái khung cảnh trước. Hoàn toàn là rất là rõ ràng đúng không? Mình cho rằng khi mà quay á thì nên chú ý những cái điều như vậy, giảm thiểu những cái đối tượng không cần thiết, gọi là đối tượng rác dư thừa trong cảnh quay ra. Đó là một điểm giúp cho mình truyền tải thông điệp rõ ràng hơn và cảnh quay nó đẹp hơn. Và đó là ba cái điều cơ bản mà mình nghĩ các bạn nên biết để mà bắt đầu quay phim bằng điện thoại. Và ôn lại thì xem vào ba trick đầu tiên, đó là hãy đặt ngang điện thoại ra. Cái thứ hai là hãy tận dụng những cái góc cận cảnh để mà nó có thể xóa phông để nhìn cho nó chuyên nghiệp á. Mặc dù là không chuyên nghiệp nhưng mà nhìn vô vẫn thấy xóa phông thì nó nhìn nó đã mắt á, nên nó sẽ chuyên nghiệp. Và cái thứ ba đó là hãy quay những cái cảnh thật là sạch sẽ, hãy dọn rác khung hình để cho nó rõ ràng chủ thể và nó sạch sẽ cái khung hình. Ba điều đó thôi thì các bạn có thể ứng dụng với tất cả các loại, ngay cả máy ảnh hay là quay bằng cái gì thì các bạn cũng nên nhớ ba điều đó. Chỉ trừ GoPro thì không có khả năng xóa phông thì các bạn không thể quay cận cảnh xóa phông được thôi, chứ còn lại thì các bạn
vẫn dùng được tốt. Quên mất một cái trick, đó là hãy hạn chế tối đa cái sự rung lắc của khung hình ha. Quay phim thì làm sao cho nó đứng yên, dùng chân máy cũng được, dùng gimbal cũng được, hoặc xem dựa vào bản thân mình, hoặc là dựa vào một cái vật thể gì đó làm cho nó đỡ rung nhất có thể thì video xem nó sẽ dễ chịu hơn. Clip sau thì chắc là mình sẽ nói về cái phần mềm ứng dụng mà quay phim đẹp trên điện thoại mà mình hay dùng ha. Hoặc là nói về gimbal, những cái mà các bạn có thể làm với gimbal để cho video clip đẹp hơn. Ok, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Hãy like và share và comment những comment nhỉ. Hãy bình luận phía bên dưới về những cái mà các bạn đang muốn tìm hiểu. Yên tâm là bình luận nào mình cũng sẽ đọc và mình đọc lướt qua để mình xem, nếu đó là một cái ý tưởng hay thì chắc chắn mình sẽ đưa vào video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.